Chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày, lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh. Đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thiên Chúa gọi ông Môsê từ bụi cây bốc cháy. Bấy giờ, ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Hô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông. Môsê, Môsê, ông thưa. Dạ, tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Sứ mạng của ông Môsê. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi khổ đau của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tuôn chảy sữa và mật, xứ sở của người Canaan, Khết, Emori, Perizzi, Khivi và Zervut. Giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ, ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharao để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharao và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Mặc khải danh Thiên Chúa. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em, đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Chỉ thị về sứ mạng của ông Môsê. Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, đã hiện ra với tôi và phán, ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Ta đã phán, ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai Cập mà lên miền đất người Canaan, Khết, Emori, Perizzi, Khivi và Zervut. Lên miền đất tuôn chảy sữa và mật, họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Israel đến cùng vua Ai Cập. Các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng, Đức Chúa, Thiên Chúa của người Hibri đã cho chúng tôi được gặp người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Ta thừa biết rằng,
vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai Cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi, tước đoạt của cải người Ai Cập. Ta sẽ cho dân này được lòng người Ai Cập, nên khi ra đi, các ngươi sẽ chẳng ra đi tay không. Mỗi người đàn bà sẽ xin đàn bà láng giềng và người ở chung quanh một nhà những đồ đạc, đồ vàng và áo sống. Các ngươi sẽ cho con trai con gái các ngươi mang những thứ đó. Như vậy là các ngươi tước đoạt của cải người Ai Cập. Ông Môsê làm dấu lạ. Ông Môsê đáp: Họ sẽ không tin con đâu, họ sẽ không nghe lời con, vì họ sẽ nói: Đức Chúa chẳng hiện ra với ông. Đức Chúa phán với ông: Tay ngươi cầm cái gì đó? Ông đáp: Thưa, một cây gậy. Người phán: Vứt nó xuống đất đi. Ông Môsê vứt nó xuống đất, và nó hóa ra con rắn. Ông Môsê liền chạy trốn. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy giơ tay nắm lấy đuôi nó. Ông giơ tay bắt lấy nó, và nó lại hóa thành cây gậy trong tay ông. Ấy là để họ tin rằng Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông họ, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob đã hiện ra với ngươi. Đức Chúa còn phán với ông: Hãy luồn tay vào ngực ngươi. Ông luồn tay vào ngực, rồi rút tay ra, và này, tay ông bị phong, trắng như tuyết. Người phán: Hãy lại cho tay vào ngực ngươi. Ông lại cho tay vào ngực, rồi rút ra khỏi ngực, thì này tay ông trở lại như da thịt của ông. Như thế, nếu họ không tin ngươi và không hiểu ý nghĩa của dấu thứ nhất, thì họ sẽ tin dấu thứ hai. Mà nếu họ cũng không tin cả hai dấu ấy và không nghe tiếng ngươi, thì ngươi sẽ lấy nước sông Nin mà đổ trên đất khô. Nước ngươi đã lấy dưới sông Nin sẽ hóa thành máu trên đất khô. Ông Aharon, phát ngôn viên của ông Môsê. Ông Môsê thưa với Đức Chúa: Lạy Chúa, xin xá lỗi cho con. Từ hồi nào đến giờ, ngay cả từ lúc Chúa ban lời cho tôi tớ ngài, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi. Đức Chúa phán: Ai cho con người có mồm có miệng? Ai làm cho nó phải câm phải điếc, cho mắt nó sáng hay phải mù lòa? Há chẳng phải là ta, Đức Chúa đó sao? Vậy bây giờ ngươi hãy đi, chính ta sẽ ngự nơi miệng ngươi, và ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì. Ông thưa: Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con. Xin Chúa sai ai làm môi giới thì sai. Đức Chúa nổi giận với ông Môsê. Người phán: Nào chẳng có Aharon, anh ngươi, là người Lê Vi đó sao? Ta biết, nó ăn nói được lắm. Hơn nữa, kìa, nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỉ. Ngươi sẽ nói với anh ngươi và đặt lời lẽ vào miệng nó. Chính ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và nơi miệng nó. Ta sẽ chỉ cho các ngươi những gì các ngươi phải làm. Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy trong tay, ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ. Ông Môsê rời Madian, trở về Ai Cập. Ông Môsê ra đi, trở về với bố vợ là ông Gít-rô và nói: Xin để con đi về với anh em con bên Ai Cập, xem họ còn sống hay không. Ông Gít-rô trả lời ông Môsê: Anh đi bình an. Đức Chúa phán với ông Môsê ở Madian: Đi đi, hãy trở về Ai Cập, bởi vì mọi kẻ tìm cách làm hại mạng sống ngươi đã chết cả rồi. Ông Môsê đem vợ và con cái đi theo, cho họ cưỡi lừa và trở về đất Ai Cập. Ông Môsê cầm cây gậy của Thiên Chúa trong tay. Đức Chúa phán với ông Môsê: Khi ngươi ra đi để trở về Ai Cập, ngươi hãy nhìn xem, mọi điều lạ lùng ta sẽ ban cho ngươi có quyền làm, thì ngươi sẽ làm trước mặt Pha-ra-ô, nhưng ta sẽ làm cho nó cứng lòng, và nó sẽ không thả cho dân đi. Bấy giờ, ngươi sẽ nói với Pha-ra-ô:
Đức Chúa phán thế này: Con đầu lòng của ta là Israel. Ta đã phán với ngươi, hãy thả con ta ra để nó đi thờ phượng ta. Nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này chính ta sẽ giết chết con đầu lòng của ngươi. Con ông Mô-xê được cắt bì. Vậy dọc đường, tại nơi ông dừng lại nghỉ đêm, Đức Chúa bắt gặp ông và tìm cách giết ông. Bấy giờ, bà Sipora lấy mảnh đá sắc cắt bì cho con, đụng vào chân ông rồi nói: Nhờ máu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi và Đức Chúa tha cho ông. Bà nói: Nhờ máu, ông đã kết nghĩa vợ chồng với tôi là vì phép cắt bì. Ông Mô-xê gặp ông A-ha-rôn. Đức Chúa phán với ông A-ha-rôn: Ngươi hãy đi vào sa mạc đón Mô-xê. Ông đi và gặp ông Mô-xê trên núi của Thiên Chúa. Ông đã ôm hôn ông Mô-xê. Ông Mô-xê cho ông A-ha-rôn biết mọi lời Đức Chúa đã sai ông nói và mọi dấu lạ người đã truyền cho ông làm. Ông Mô-xê và ông A-ha-rôn đi triệu tập mọi kỳ mục của con cái Israel. Ông A-ha-rôn nói tất cả những lời Đức Chúa đã ngỏ cùng ông Mô-xê và làm những dấu lạ trước mặt dân. Và dân đã tin, họ đã hiểu là Đức Chúa đến viếng thăm con cái Israel và nhìn thấy cảnh khổ cực của họ, và họ đã phủ phục mà thờ lạy. Chú thích bài đọc. Qua hai trình thuật về ơn gọi của Mô-xê, trình thuật thứ nhất gồm các yếu tố của truyền thống Gia-vít được nối kết với truyền thống Elohit. Trình thuật thứ hai của truyền thống Tư Tế nói về việc mặc khải danh của Thiên Chúa và ơn gọi của Mô-xê. Lần này ở Ai Cập, núi của Thiên Chúa, núi Khô-rếp, cũng chính là núi Sinai. Xác định vị trí của núi Sinai ở chỗ nào là điều khó khăn. Từ thế kỷ 4, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô giáo cho rằng núi này ở phía nam bán đảo Sinai, ở núi Musa, chính trong nơi hoang vu này. Thiên Chúa chuẩn bị cho ông Mô-xê thành một con người có tinh thần khiêm tốn, tin tưởng vào kế hoạch Thiên Chúa thực hiện và an tâm vì sẽ luôn có Thiên Chúa hiện diện. Sau những kinh nghiệm đó, ông Mô-xê sẽ lại được gọi lên núi này để Thiên Chúa lập giao ước với dân. Thiên sứ của Đức Chúa cũng chính là Đức Chúa, nhưng với hình dáng ông Mô-xê có thể thấy được. Thiên Chúa mặc khải cho ông Mô-xê là Thiên Chúa hằng sống, thánh thiện và siêu việt. Ngọn lửa tự cháy, không cần chất liệu, ngọn lửa thanh luyện. Con người không thể đến gần mà không cần thanh tẩy, không thể nhìn thấy mà vẫn còn sống. Biến cố này là nguồn mạch và là động lực chính yếu cho cuộc đời hoạt động của ông Mô-xê. Hoạt động của ông không phải là thứ ham muốn xem thử điều linh thánh, cũng không phải thuần túy là việc bênh vực người bị áp bức, nhưng là để vinh quang Thiên Chúa được bộc lộ qua dân đã được người lập giao ước. Thiên Chúa hằng sống, thánh thiện và siêu việt, nhưng không vì thế mà người không nghe thấy những tiếng rên xiết, không biết đến những nỗi đau khổ và không ra tay giải thoát. Chính vì thế mà Thiên Chúa tỏ mình cho ông Mô-xê, phác họa cho ông thấy kế hoạch người sắp làm, xuống giải thoát khỏi cảnh nô lệ, đưa vào miền đất tự do và phong phú, miền đất tuôn chảy sữa và mật. Kiểu nói thường được Ngũ Thư dùng để chỉ đất hứa, thực ra đó là miền đất tự do và làm việc tự do, có thể hưởng kết quả do những công việc khó nhọc so với đời sống lao động cực nhọc của kiếp nô lệ bên Ai Cập. Ông Mô-xê do dự trước lời mời gọi của Thiên Chúa đi gặp Pharaoh để đưa đồng bào ra khỏi Ai Cập. Khó khăn ông nêu ra là ông không có khả năng để làm mọi việc lớn lao như thế, vì thực ra ông chỉ là một người chăn chiên và lại đang trốn tránh Pharaoh. Nhưng Thiên Chúa đáp lại là người sẽ ở với ông. Thiên Chúa còn cho ông một dấu, nhưng dấu này lại ở trong tương lai. Ông không có được những bằng chứng cụ thể về việc ông được gặp gỡ Thiên Chúa và được người sai đi. Thiên Chúa đòi ông tin hoàn toàn. Ông Mô-xê chưa thỏa mãn,
ông nêu một thắc mắc nữa liên quan đến đấng sắp giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Trong đó cũng hàm ý để có thể trình bày cho anh em đồng bào có thể tin. Nhưng thắc mắc của Môsê không phải thuần túy để biết Thiên Chúa. Như thể người là đấng dân Israel chưa biết bao giờ. Các câu 6-15 đã cho thấy Thiên Chúa là đấng nào rồi. Như vậy, ở đây ông Môsê muốn đi sâu vào nội dung của danh hiệu đó. Trình thuật này là một đỉnh cao của mặc khải cựu ước. Muốn hiểu, cần giải quyết hai vấn đề. Một thuộc lãnh vực nghĩa của từ Đức Chúa, và một có tính cách chú giải và thần học liên quan đến ý nghĩa chung của trình thuật và tầm quan trọng của mặc khải chứa đựng trong câu chuyện. Một, giải thích dựa vào những ngôn ngữ ngoài tiếng Hebrew hoặc dựa vào những gốc từ Hebrew khác nhau. Chắc chắn ở đây có động từ là hiện hữu ở dạng cổ. Một số tác giả cho rằng ở đây có dạng mạnh của động từ này, có nghĩa là làm cho hiện hữu, nhưng có lẽ đơn giản chỉ có nghĩa là hiện hữu. 2. Còn về việc giải thích, từ này được cắt nghĩa ở câu 14. Người ta đã tranh luận nhiều về câu cắt nghĩa này. Khi nói về chính mình, Thiên Chúa sẽ dùng ngôi thứ nhất số ít ta là, và có thể dịch sát ta là điều ta là. Và như thế có lẽ Thiên Chúa không muốn mặc khải danh của người. Nhưng đúng hơn, ở đây Thiên Chúa ban danh của người. Mà theo quan niệm của người Semit, danh phải nói lên con người một cách nào đó. Vậy từ Hebrew còn có thể dịch sát là ta là đấng ta là. Theo cú pháp Hebrew, như thế tương đương với ta là đấng đang là, ta là đấng hiện hữu. Các dịch giả bản 70 Hy Lạp đã hiểu như thế và đã dịch là Ego Emehon, Thiên Chúa là đấng độc nhất thực sự hàng hữu. Như thế Thiên Chúa trồi vượt và vẫn còn là một mầu nhiệm đối với con người, nhưng người đang hoạt động trong lịch sử của dân người và trong lịch sử nhân loại. Đoạn văn này tiềm ẩn những yếu tố sẽ được mặc khải sau này căn cứ vào đây để khai triển. Ví dụ Khải Huyền chương 1 câu 8: đấng hiện có, đã có và đang đến, đấng toàn năng. Tóm lại, trước thắc mắc của ông Môsê muốn biết danh tánh rõ ràng của Thiên Chúa, câu trả lời vẫn còn nằm trong bức màn mầu nhiệm. Thiên Chúa ở Sinai không phải chỉ là Thiên Chúa của thiên nhiên và của lịch sử các tổ phụ. Người còn là đấng hiện hữu với tất cả những gì không xác định rõ được của từ này. Ta đã thực sự quan tâm đến các ngươi, dịch sát. Ta đã viếng thăm các ngươi và cách người ta đối xử viếng thăm. Đến để lập lại trật tự, lập lại công bằng, vì thế có thể giáng phúc. Ở đây, Thiên Chúa thật sự quan tâm có nghĩa là người đích thân giải quyết sự việc, người bênh vực và giải thoát dân người, đồng thời cũng hỏi tội những người đã áp bức. Dù đã được Thiên Chúa mặc khải danh của người và được biết người là đấng nhân lành và quyền năng, ông Môsê vẫn do dự vì ông nghĩ rằng đồng bào Hebrew sẽ không tin ông, cũng như sứ mạng ông được trao phó. Đáp lại, Thiên Chúa cho ông quyền thực hiện ba dấu lạ nhằm chứng minh con người và sứ mạng của ông trước mặt anh em đồng bào. Câu 5 cắt ngang câu chuyện, có lẽ được thêm sau này. Ông Môsê một lần nữa lại đến lý do riêng. Ông không có khả năng, nhất là tài ăn nói, để có thể thương thuyết với vua Ai Cập và khuyến dụ đồng bào. Thiên Chúa trả lời ông như thể cho ông biết rằng nói như thế là ông gián tiếp không nhận ra quyền năng của người. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn hứa là sẽ ngự nơi miệng ông, tức là giúp ông nói và chỉ cho ông biết điều ông phải nói. Nhưng ông Môsê vẫn cương quyết từ chối, không viện lý do nào. Kinh nghiệm bản thân trong quá khứ và hoàn cảnh hiện tại của ông khiến ông lo sợ. Thiên Chúa bực mình, nhưng người cũng giải quyết khó khăn của ông bằng cách cho ông Aharon trợ giúp. Người còn cho ông cây gậy, gọi là cây gậy của Thiên Chúa, để ông thực hiện các dấu lạ sau này. Bản văn không nêu rõ, nhưng hiểu ngầm là ông Môsê chấp thuận những lần từ khước trên và những lời Thiên Chúa hứa sẽ trợ giúp, khiến ông càng ý thức rõ sức mạnh giải phóng phát xuất từ đầu. Theo lệnh của Đức Chúa, ông Môsê trở về Ai Cập.
giờ đã điểm, nhưng ông cũng được Thiên Chúa cho biết rằng sứ mạng không đạt tới thành công ngay, cho dù có nhiều dấu lạ. Con cái, theo câu 25 và câu 222, thì ông Môsê mới có một người con. Bản văn ở đây có thể đã sửa theo Xuất Hành, chương 18 câu 1 câu 6. Ta sẽ làm cho nó cứng lòng, kiểu nói của Kinh Thánh, gán trực tiếp mọi việc cho Thiên Chúa, có thể hiểu là Thiên Chúa để cho Pharaô tự do có thái độ thù địch với thánh ý người. Còn các dấu lạ do Môsê, người được Thiên Chúa cử đến, thực hiện là cơ hội để sự cương quyết, cứng lòng của Pharaô bộc lộ rõ hơn. Một câu chuyện khó hiểu, vì vừa ngắn lại vừa thiếu văn mạch, có thể phỏng đoán ý nghĩa thế này. Ông Môsê không cắt bì, vì thế Thiên Chúa thịnh nộ, nhưng bà Sipora đã cắt bì cho đứa con trai và giả cắt bì cho ông Môsê, và vì thế Thiên Chúa nguôi giận.